một trong những bộ sưu tập áo dài kim sa mới nhất của bên em, với thiết kế là cổ vuông, rất là phù hợp cho các mẹ xui mình thích trẻ trung và nổi bật nha. Mẫu em đang mặc trên người là D20126 với tông màu nâu cam, rất là tôn da và màu sắc cũng rất là sang trọng luôn ạ. Bộ này thiết kế cho các chị mình là dáng hai tà, bên trong là chân váy hai lớp, sẽ có phối một lớp lưới, một lớp chất liệu cốt tông, có độ co giãn và thấm hút mồ hôi nha. Phân váy A mình mặc lên sẽ rất là tôn vòng hông nè, che được phần khuyết điểm bụng dưới, thiết kế phần eo cao giúp cho các mẹ xui nhìn thon gọn vòng hai hơn. Và phần cổ áo thì sẽ là dáng cổ vuông, nên là các mẹ cũng có thể phối những cái phụ kiện trang sức đi kèm nha. Tay áo thì em sẽ lên cho mình là dáng tay lỡ như thế này, vừa sang vừa trẻ trung ạ. Mẫu này sẽ có 5 size dành cho các mẹ từ 45 cho tới 75 cân mặc vừa, và em sẽ có tổng cộng là 4 tông màu cho mình lựa chọn. Bên em đang có chương trình ưu đãi, các chị để lại số điện thoại kèm mã là 126 để được tư vấn size và chốt đơn nha. Xin mời Thảo Dương.